cái thằng đầu kia đi đúng. Thank you.
Ốc rồi, cho cái nước này. Em thì em chưa biết được. Bởi vì hôm nay đi thì làm này em chưa biết thế nào về. Nhưng có cần gấp không anh? Nó đúng là cái phanh hai cái bầu phanh tròn tròn ở dưới chỗ gần chỗ bánh đấy. Con nhìn đằng sau vào phát. Thank you.
chết thì cũng vẫn phải chơi như này. There you go.
khoan khoan, chú cứ gọi cho quân cho em thì chú lên. Có chỗ nào bị hơi
thằng ở cùng với nhau thì chạy chắc được. Kiểu gì kiểu phải làm tí. Dơm gần mấy cái đống lửa. Sao không nhét được. Đấy, nếu mày dơm nó mà xăng rồi. Thank you.
cho dịch cao. Nó làm giá đủ. Xiết nhiều lần mới sợ trước nên nó xiết nó căng rồi, mình xiết căng quá rồi giờ xiết căng nó đứt rồi. Vừa báo câu rồi đi bán gõ rồi nè, tí nó vào vào cơ một nhà cứ tự nhiên.
nó đang vào cái mồm.